sôi động giải cầu lông các câu lạc bộ toàn quốc. Diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 4 năm 2019 tại nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa thuộc thành phố Nha Trang. Giải cầu lông câu lạc bộ các tỉnh thành ngành năm 2019 thu hút hàng trăm vận động viên có chất lượng chuyên môn tốt tham dự thi đấu ở 5 nhóm tuổi. Trong ngày thi đấu thứ tư 26 tháng 4, các vận động viên đã thi đấu những trận cuối cùng của vòng bảng. Trong khi đó, ở những nội dung thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, các trận đấu cũng diễn ra hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Trong ngày thi đấu tiếp theo, các trận đấu hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn hơn với các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp.